tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Iagi, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 9, tại khu dân cư thôn Hòa Sử Bán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ sạt lở đất từ núi cao tràn xuống 4 hộ dân với 26 nhân khẩu dưới chân đồi. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng cứu hộ và cứu nạn thị xã Sapa đã đến hiện trường cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp. Qua xác minh của Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, đến thời điểm hiện tại đã xác định 6 người tử vong. Nạn nhân được xác định gồm Vàng Thị Mảo, sinh năm 1956, dân tộc Mông, Giang Thị Chú, sinh năm 1999, dân tộc Mông, Châu Gia Hưng, sinh năm 2023, dân tộc Mông, Vàng Văn Viên, sinh năm 2024, dân tộc Mông và 2 người chưa xác định được danh tính. 9 người bị thương đã được đưa đi sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Hiện còn 4 nạn nhân bị mất tích chưa được tìm thấy. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, ngay khi phát hiện sạt lở, thị xã Sapa đã huy động trên 140 người thực hiện tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả tại khu vực sạt lở. Trong đó, riêng lực lượng công an quân đội, dân quân là trên 100 người hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, một bộ phận giúp người dân khắc phục hậu quả sạt lở, di tản người ra khỏi khu vực nguy hiểm, di rời tài sản đến nơi an toàn, khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa Tô Ngọc Liễn thông tin, đã thành lập trung tâm chỉ huy thị xã tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã và một sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại chỗ tại xã Mường Hoa gần khu vực sạt lở. Tổ công tác hỗ trợ y tế với xe cứu thương, cơ số thuốc và bác sĩ. Không khí tan hoang, sự đau thương mất mát là những gì còn sót lại ở bản làng của vùng đất sương mù Sapa sau vụ sạt lở đồi kinh hoàng vừa diễn ra. Thiệt hại tại Sapa ước tính khoảng 2,8 tỷ đồng. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường vụ sạt lở để thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng những gia đình có người thân thương vong. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa, lũ quét. Sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới. Theo đó, Yên Bái là địa phương có mức độ cảnh báo cao nhất về lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ, nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3. Nên từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có những điểm trên 400 mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái đang ở mức bão hòa, lũ quét sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong vòng 24 giờ. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước sông Thao ở Yên Bái, sông Lục Nam ở Bắc Giang, sông Hoàng Long, Ninh Bình, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã ở Thanh Hóa đang lên. Mực nước lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9 trên các sông như sau. Trên sông Thao tại Yên Bái 32,50 m, trên mức báo động 3 0,50 m. Sông Lục Nam tại Lục Nam 6,25 m, dưới báo động 3 0,05 m. Sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,78 m, dưới báo động 3 0,22 m. Sông Mã tại Lý Nhân 9,55 m, trên báo động 1 0,05 m. Trong 14 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Thương tại Phù Lạng Thương tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 3. Sông Hoàng Long tại Bến Đế và sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 3. Từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Bưởi, hạ lưu sông Mã ở Thanh Hóa tại Lý Nhân Mã lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do Thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy số 2, Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy số 1 vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 9. Nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Thông tin dự báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo đêm 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm mùng 7 tháng 9 đến chiều ngày 8 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7 tháng 9 đến 15 giờ ngày 8 tháng 9, có nơi trên 300mm như Phình Hồ, Yên Bái 403,4mm, Tô Múa, Sơn La 373,6mm, Vạn Mai, Hòa Bình 339mm, Nậm Xây Hai, Lào Cai 320mm, Xuân Sơn, Phú Thọ 301mm. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hoàn lưu sau bão nên mưa còn bao trùm miền Bắc từ nay cho đến ngày 11 tháng 9, nhất là vùng núi Trung Du. Nơi có mưa lớn nhất là các tỉnh Tây Bắc Bộ như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang. Dự báo từ chiều tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, khu vực này có mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9, mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối ngày 8 tháng 9 đến chiều tối ngày 9 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mức mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 10 tháng 9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 120mm. Ngoài ra, đêm ngày 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Dự báo từ đêm 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có những điểm trên 400mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, đêm 8 tháng 9 và ngày 9 tháng 9, các sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Sông Thao tại Yên Bái lên trên mức báo động 2 và dưới báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, nhất là huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Ngoài ra, độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh đang ở mức bão hòa, lũ quét sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong đêm 8 tháng 9 và ngày 9 tháng 9. Cùng với Yên Bái, nhiều khu vực sông suối ở miền Bắc, Thanh Hóa cũng xuất hiện một đợt lũ từ nay cho đến ngày 10 tháng 9. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã của Thanh Hóa tại Lý Nhân lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Tuyên Quang vận hành, mở cửa xả đáy, nhưng vẫn ở mức dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ở Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, đến chiều ngày 8 tháng 9, nhiều xã thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện Sơn Động có hơn 300 hộ bị ngập nước, nhiều nhà phải rời đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Hiện tại, huyện Sơn Động có 2/3 số xã, thị trấn bị gián đoạn thông tin liên lạc do mất điện kéo dài, hệ thống viễn thông không ổn định.
chiều ngày 8 tháng 9, nhiều nơi trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Động đã tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, tổ chức phân luồng giao thông giúp người dân di chuyển an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Nam, Lục Ngạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật theo dõi. Còn tại huyện Lục Ngạn, theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, từ đêm ngày 8 tháng 9, nước sông Lục Nam dâng cao, một số xã như Phong Vân, Tân Hoa, Biển Động ngập nước bị cô lập. Mực nước các hồ chứa đầy, cơ bản vượt tràn xả lũ, hồ Khe Sàng, xã Đèo Gia tràn 180 cm, hồ Khuôn Bố, xã Tân Lập tràn 70 cm, hồ Dọc Bấu, xã Biên Sơn tràn 100 cm, khiến nhiều nhà của người dân chìm trong biển nước. Để kịp thời ứng phó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đã đưa ra thông báo số 1 trên sông Thương tại trạm thủy văn Cầu Sơn và báo động số 2 trên sông Lục Nam tại trạm thủy văn Trũ. Đồng thời, lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn đã khẩn trương di dời 760 hộ dân. Nhận định trong những giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên địa bàn huyện Lục Ngạn có một người dân chưa xác định rõ danh tính đi từ xã Tân Hoa sang Biển Động bị nước cuốn trôi. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đang xác minh tìm kiếm. Thống kê nhanh, toàn huyện Lục Ngạn có 455 nhà dân, 15 kho xưởng, 35 cơ sở trường học, nhà văn hóa, trạm y tế và cơ sở vật chất khác bị tốc mái, hư hỏng, 16 ngầm, 5 xã, 42 thôn bị chia cắt, 3 điểm sạt lở, 22 cột điện gãy đổ, 12 công trình khác như kho xưởng, cổng nhà dân bị sập, khoảng 500 hectare hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị ngập úng, bật gốc, gãy đổ, nhà của 2 hộ tại xã Biên Sơn có nguy cơ đổ và đã được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!